Đây là những bao đất cát để đắp chống tràn trong đợt lũ tháng 9 vừa qua trên đê bối ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đê bối này có tác dụng ngăn lũ của các xã Nguyên Hòa, Tam Đa, huyện Phù Cử và xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. Trong đó, phần lớn diện tích sản xuất và khu dân cư trong bối này là của xã Nguyên Hòa. Khi nước sông Luộc lên báo động trên số 2, huyện Phù Cử không chỉ tập trung chống tràn đê bối của xã Nguyên Hòa, mà đã sớm chủ động liên lạc, đề xuất phối hợp với huyện Thanh Miện, triển khai các lực lượng, vật tư, phương tiện để sang xã Hồng Phong chống tràn. Bởi khu vực đê bối của xã Hồng Phong vốn sát sông lại sung yếu ở đầu nguồn. Nếu không xử lý chống tràn khu vực này, thì toàn bộ các thôn Hạ Đồng, Sĩ Quý sẽ bị ngập nặng. Ngay trong đêm 12 tháng 9, hàng trăm nhân lực của huyện Phù Cử cùng với huyện Thanh Miện đã tập trung triển khai các biện pháp ngăn lũ. Mặc dù đê này là đê của Hải Dương, thế nhưng mà chúng tôi đã phối hợp rất là tích cực với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, chỉ đạo xã Nguyên Hòa phối hợp với Ủy ban dân xã Hồng Phong để tập trung cao cho cái chống tràn của cái đê bối này. Chúng tôi huy động lực lượng ngay đêm hôm 12 tháng 9, thì chúng tôi tập trung rất cao độ lực lượng nhân lực vật lực theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Bên huyện Thanh Miện cũng vậy, tập trung cao. Các đồng chí lãnh đạo rồi các ngành chức năng hai huyện tập trung ở đây và chúng tôi đã thành công trong việc chống tràn cái đê bao cái vùng khu vực giáp danh ba xã này. Anh Vũ Xuân Lịch, người dân xã Nguyên Hòa đã khuân vác 2.000 bao cát để đắp chống tràn. Cùng với đó, anh còn cùng với các lực lượng tham gia hoành triệt các cống ngầm. Năm 1996 thì cái mực nước mà báo động trên cái sông Luộc là trên báo động số 3. Thì tại cái tuyến đê ba xã này thì khu vực cống Ngũ Thổ là bị vỡ, mà toàn bộ cái hệ thống cống bê tông mà cống ngày đó thì cũng là xây rất kiên cố nhưng đã bị nước đánh trôi vào trong giữa khu giữa đồng. Bản thân cá nhân tôi cũng là một trong những người phải trực tiếp tham gia là đóng cát và chở cát để phục vụ cho việc chống tràn, là đảm bảo để giữ được cái tài sản cho nhân dân đối với hai thôn Sĩ Quý Hà Đồng và thôn Thị Giang. Đê bối của xã Hồng Phong vốn sát sông lại sung yếu ở đầu nguồn. Nếu không xử lý chống tràn khu vực này thì toàn bộ các thôn Hạ Đồng, Sĩ Quý sẽ bị ngập nặng. Ngay trong đêm 12 tháng 9, hàng trăm nhân lực của huyện Phù Cử cùng với huyện Thanh Miện đã tập trung triển khai các biện pháp ngăn lũ. Mặc dù triển khai trong đêm tối, những người dân và các lực lượng không quản ngại khó khăn để chống chọi với thiên nhiên. Thậm chí họ thức trắng đêm để canh gác nước. Dù nước sông lên cao, có lúc tưởng chừng như vỡ bối, nhưng sự quyết tâm chủ động phối hợp và các phương án từ sớm từ xa. Vì vậy, việc ngăn lũ trên toàn tuyến đê bối đã bảo đảm an toàn cho trên 250 hectare đất canh tác và trên 2.000 nhân khẩu của người dân xã Nguyên Hòa.